Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 9 năm 2023. Mình Phan cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tăng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm thứ Sáu tại Mỹ trong bối cảnh nhà đầu tư chờ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vào tuần tới. Ở trong nước, giá vàng miếng tăng mạnh áp sát mốc 69 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được duy trì tại mức 12 triệu 900 nghìn đồng một lượng so với giá vàng miếng và 1 triệu 400 nghìn đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bút số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 68 triệu 200 nghìn đồng một lượng và 68 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bút số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng và 57 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 68 triệu 250 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 68 triệu 250 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 68 triệu 970 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 700 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 68 triệu 100 nghìn đồng một lượng và 68 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang có mức cao hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 68 triệu 100 nghìn đồng một lượng và 69 triệu đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 700 cho đến 900 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 68 triệu đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 68 triệu đồng một lượng và 68 triệu 800 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch chiều mua và chiều bán tại PNG 800 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu 200 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 68 triệu 300 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Tại My Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu 250 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 68 triệu 750 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 68 triệu 200 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bút số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 22 triệu 005 nghìn đồng một lượng đến 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 24 triệu 005 nghìn đồng một lượng đến 57 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, giá vàng thế giới tăng nhờ đồng đô la Mỹ giảm giá và kỳ vọng về việc Fed đã hoặc sắp có thể dừng tăng lãi suất. Đồng đô la Mỹ giảm giá gần 0,1% so với một rổ 6 đồng tiền chủ chốt. Chỉ số đồng đô la Mỹ đã chốt tuần ở mức hơn 105,3 điểm, từ mức
hơn 105,4 điểm của phiên trước đó. Bên cạnh đó, giá kim loại quý đạt mức tăng khiêm tốn khi báo cáo mới công bố cho thấy tâm lý người tiêu dùng của Mỹ xuống thấp và áp lực lạm phát bắt đầu giảm bớt. Ngày thứ Sáu, Đại học Michigan công bố kết quả khảo sát người tiêu dùng trong tháng 9 cho thấy kỳ vọng của người tiêu dùng Mỹ về lạm phát sau thời gian một năm nữa đã giảm còn 3,1%, mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021. Kỳ vọng về mức lạm phát sau 5 năm nữa giảm về 2,7%, thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020. Kỳ vọng lạm phát có ảnh hưởng quan trọng đến lạm phát trên thực tế thông qua chi phối hành vi của người tiêu dùng. Kỳ vọng lạm phát giảm có thể sẽ khiến lạm phát trên thực tế giảm và ngược lại, từ đó tác động đến chính sách tiền tệ. Việc kỳ vọng lạm phát giảm xuống giúp giảm bớt khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn, và điều này sẽ có lợi cho vàng, một tài sản không mang lãi suất. Tuần này, có nhiều báo cáo kinh tế của Mỹ được công bố, mang đến cho các nhà đầu tư những tín hiệu thiếu thống nhất. Lạm phát tiếp tục xu hướng giảm nhưng giảm chậm và còn cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed. Trong khi đó, nền kinh tế tiếp tục trụ vững sau 11 đợt tăng lãi suất, đẩy cao triển vọng về một cuộc hạ cánh mềm. Trong bối cảnh như vậy, việc xác định đường đi lãi suất của Fed trở nên có phần khó khăn hơn đối với các nhà đầu tư. Trước mắt, họ gần như chắc chắn rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ kết thúc vào ngày thứ Tư tuần tới. Tuy nhiên, khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11 là điều chưa thể được loại trừ. Theo nhà phân tích cấp cao ông Jim Wyckoff của sàn Crypto Metal, nếu như Fed ngã về mềm mỏng trong cuộc họp tuần tới, điều đó sẽ rất có lợi cho giá vàng. Và ngược lại, nếu Fed cứng rắn, giá vàng sẽ tiếp tục phải đương đầu với áp lực giảm. Tuần này, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 0,26%, dù tỷ giá đồng đô la duy trì xu hướng tăng với mức tăng của chỉ số đồng đô la cả tuần đạt mức 0,23%, theo dữ liệu từ FactSet. Trong một tháng trở lại đây, đồng đô la Mỹ đã tăng khoảng 1,7%. Dự đoán về hướng đi của kim loại quý trong thời gian tới, các nhà phân tích cho rằng vàng tiếp tục phải đối mặt với những cơn gió ngược đáng kể vì mối đe dọa lạm phát sẽ tiếp tục hỗ trợ các chính sách tiền tệ tích cực của Fed. Trong khi đó, Ngân hàng ANZ của Australia mới đây công bố báo cáo cho rằng vàng vẫn có khả năng phục hồi trong năm 2024 khi đồng đô la Mỹ bắt đầu suy yếu. Các nhà phân tích của Ngân hàng ANZ giải thích đồng đô la Mỹ sẽ tăng giá đến cuối năm, nhưng kỳ vọng vững chắc hơn về việc cắt giảm lãi suất và đà tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ khiến cho đồng đô la Mỹ tiếp tục quỹ đạo đi xuống trong năm tới. Đó sẽ là một cơn gió thuận cho vàng. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, Chủ nhật, ngày 17 tháng 9 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.